công ty cung cấp dịch vụ điện thoại di động SoftBank của Nhật Bản đang đàm phán để mua lại công ty Sprint Nextel của Hoa Kỳ. Thỏa thuận trị giá trên 12.8 tỷ Mỹ Kim là một nỗ lực của SoftBank nhằm mở rộng hoạt động ở nước ngoài và vượt qua triệu chứng Galapagos, một xu hướng của các công ty chỉ hoạt động ở Nhật Bản và phát triển các tiêu chuẩn cụ thể cho thị trường Nhật Bản. Công ty Sprint cho biết hiện đang đàm phán với SoftBank về một vốn đầu tư đáng kể có thể dẫn đến một sự thay đổi quyền kiểm soát công ty. Một thỏa thuận liên kết sẽ đem đến cho Sprint một đối tác với nhiều tiền mặt, qua đó công ty Hoa Kỳ có thể cắt giảm chi phí vay mượn vốn. Sprint đang rất cần sự hỗ trợ tài chính này. Ở phía bên kia, SoftBank sẽ có được cửa ngõ để đi vào thị trường Hoa Kỳ, điều mà công ty này đã tìm kiếm trong nhiều tháng, có thể giúp bù đắp lại sự trì trệ của tăng trưởng kinh tế tại Nhật Bản. Sprint là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn thứ ba của Hoa Kỳ, với giá trị thị trường 15.12 tỷ Mỹ Kim và hơn 56 triệu người dùng. Sprint đang ở giữa một tiến trình hiện đại hóa mạng lưới rất tốn kém, dẫn đến việc công ty phải tìm kiếm một đối tác. SoftBank đang đàm phán với một số ngân hàng để vay tiền để tài trợ cho một kế hoạch mua lại cổ phần. Một nhà phân tích cho rằng Sprint có thể là lựa chọn duy nhất của công ty Nhật Bản nếu SoftBank để mắt đến thị trường Hoa Kỳ. Người thành lập công ty SoftBank vào năm 1981 là ông Masayoshi Son, được tạp chí Forbes xếp hạng là người giàu hạng nhì tại Nhật Bản. Công ty đã phát triển từ một nhà phân phối phần mềm cách đây 30 năm, trở thành một tập đoàn viễn thông trị giá hơn 40 tỷ Mỹ Kim. Tên gọi của công ty này có nguồn gốc từ phần mềm và ngân hàng, phản ảnh khát vọng của người thành lập muốn đóng một vai trò quan trọng trong thời đại thông tin. SoftBank cũng là nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động đầu tiên tại Nhật Bản cung cấp iPhone tại quốc gia này. Công ty đã bị mất độc quyền vào năm ngoái khi đối thủ KDDI là nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động lớn thứ hai của Nhật Bản cũng bắt đầu cung cấp điện thoại của Apple. SoftBank phải đối mặt với sự cạnh tranh khó khăn hơn ở thị trường nội địa, đối diện với KDDI và NTT Docomo là công ty dẫn đầu thị trường Nhật Bản. NTT Docomo đã mua lại Vodafone Nhật Bản vào năm 2006. Theo số liệu của Thomson Reuters, các công ty Nhật Bản đã thực hiện một con số kỷ lục 642 thỏa thuận thu mua xuyên biên giới trong năm ngoái. Với một đồng yên mạnh, giá trị của các vụ thu mua bên ngoài biên giới đã tăng lên đến 69.5 tỷ Mỹ Kim, tức gia tăng 81% so với năm 2010. Đây cũng là một con số kỷ lục. Vụ thu mua ở nước ngoài lớn nhất từ trước cho đến nay bởi một công ty Nhật Bản là thương vụ của công ty Japan Tobacco mua lại công ty thuốc lá Gallagher của Anh Quốc với giá 1.8 ngàn tỷ yên vào năm 2007. Tờ báo tài chính Nikkei cho biết SoftBank cũng đang đàm phán với công ty Metro PCS, trong khi công ty Hoa Kỳ này đang làm việc trên một thỏa thuận với T-Mobile. Một thỏa thuận hòa nhã có thể biến thành một trận chiến tiếp quản. Nếu SoftBank thành công trong việc mua được cả hai công ty, thì đây sẽ là vụ thu mua lớn nhất được thực hiện bởi một công ty Nhật Bản.